Hôm nay tôi đi qua chỗ thành phố Bắc Giang, đường Lê Lợi. Để đến số nhà 944 thì tôi thấy một cái tiệm chim rẽ vào. Để ghi hình tí. Tiệm chim này là của gì nhỉ? Quốc Thìn. Cái giờ trưa này thì là chủ tiệm đang ngủ. Nhưng mà tôi ghi một chút hình. Không biết là chủ nhà có đồng ý hay không, nhưng mà tôi cứ ghi. Tôi thấy rất nhiều chim này. Đấy. Trào mào, hỏa mi này, yến này, vẹt này, rồi khiếu này, nhồng, ồ, có hết. Đây, đây là cái lồng để gột bổi ấy. Trong này có vành khuyên. Đây là cái lồng vành khuyên, lồng để gột. Đây là rất nhiều đây, con trào mào mồi này, đây toàn chim mấy thuần hay đấy, đây con hình như đây con mồi chơi múa cái gì chơi thế thiếu à ấy. Chè thủ sắc chè rồi vẹt giống vẹt này là vẹt châu Phi vẹt gì không biết nhiều lắm rồi chim rồi còn bán là dụng cụ bẫy cá này đấy, hai con vẹt con vẹt giống gì đây con nhộng nhộng con này biết nói cho em ơi con nhộng biết nói chưa hả? Chè, chè này rất sạch sẽ, tắm đều với sao. Củ gáy, hai con củ đây, đây con củ sao, củ thiên nhiên thuần. Đấy con gáy này, củ gáy này nhưng mà hôm nay nó buồn. Chú nó ngủ không không vụ thôi thế thôi tạm thế các bạn nhé. Ừ, nhà Quốc Thìn này thì tôi cũng có dịp nghe bảo là có cái một cái kho ấy kho kho lồng nhiều lồng chim á, nhưng mà hôm nay chú đang ngủ cho nên là tôi không không dám vào cái kho lồng chim, với lại trong còn Happy một cái lồng chim to lắm hai ở sau nhà nghe tin như thế nhưng mà chưa vào. Để về video mà sau ấy lúc nào chủ nhà thức thì lúc đấy tôi vào, lúc đấy phải xin phép chủ nhà để ghi hình thì mới dám vào, chứ không thì mình bây giờ vào một chủ nhà người ta không biết thì người ta lại nghĩ mình thế nọ thế kia, phải được phép đưa hình ảnh của gia đình người ta lên thì mình phải được phép của chủ nhà. Đấy. Thì thôi thì cái video này mình cũng chỉ chia sẻ với các bạn thế thôi. Quốc Thìn 944 Lê Lợi, thành phố Bắc Giang.